Trà My từ đầu cầu Hà Nội ạ. Qua cái điều chia sẻ từ Phú Khánh, từ Lê Nguyên, những người gọi là trẻ, rồi qua điều chia sẻ từ lộ những sản các chú quân họ chống quân và những cái lời nhắn nhủ gì cho các bạn trẻ? Là tôi vẫn nói với ngay cả cái lớp tôi dạy bên nhạc viện thế thôi. Tức là nếu sáu phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sống trong cảnh lo lắng bất an bởi họ phải sống bên cạnh cơ sở thu mua phế liệu nhiều lần sau. Các phóng viên, biên tập viên mà có thể là với tất cả các đài thì sẽ